Từ 500 năm trước, đã có người phát thảo chi tiết tên lửa và cách du hành vũ trụ. Một bản thảo 450 trang từ thế kỷ 16 đã được phát hiện, cho thấy một tên lửa không gian, một số dạng tên lửa và thảo luận về kế hoạch cho chuyến đi lên mặt trăng. Các nhà nghiên cứu đã kiểm tra tài liệu cổ, bản viết tay của một kỹ sư, được cho là hơn 500 năm tuổi. Nó ghi lại những ý tưởng về du hành không gian của người cổ đại, bao gồm cả việc bay lên mặt trăng và các bản phát thảo tên lửa. Bản thảo mô tả thiết kế của một tên lửa không gian 3 giai đoạn. Điều này tiết lộ rằng con người 500 năm trước dường như đã nắm bắt được về tương lai của khoa học tên lửa. Kỹ sư người Romania Dorutor Jerry Q lần đầu tiên kiểm tra bản thảo vào năm 1963 và nhanh chóng phát hiện ra rằng phần 3 cuối cùng của bản thảo là do Conrad Hart viết. Ông là người bảo vệ cũ của đế chế Transylvanian, có khả năng ông đã viết bản thảo này trong khoảng thời gian từ năm 1529 đến năm 1569. Một số lượng lớn các thiết kế được tìm thấy trong các bản thảo của Hart, bao gồm tên lửa, thiết bị ổn định, động cơ nhiên liệu và hình thức phóng cụ thể của nó. Mặc dù việc phóng bằng cách sử dụng cành cây và một người giữ vào dây còn hơi thô sơ, nhưng thiết kế thực tế của tên lửa này rất giống với những thiết kế vẫn được phóng lên bầu trời cho đến ngày nay.